Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Thời sự hôm nay, thứ Tư, ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Trong chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp lãnh đạo các cơ quan kiểm toán nhà nước, các quốc gia, các tổ chức quốc tế. Sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng 6 tháng năm 2024. Sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2024. Bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La bắt đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp lãnh đạo các cơ quan kiểm toán nhà nước, các quốc gia, các tổ chức quốc tế nhân dịp tham dự lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Kiểm toán nhà nước Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội Việt Nam luôn quan tâm và đánh giá cao vai trò của Kiểm toán nhà nước Việt Nam trong việc nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, tài sản công, phát hiện và xử lý các vi phạm, ngăn ngừa thất thoát tài sản công, đặc biệt là đóng góp vào sự minh bạch tin cậy của nền tài chính quốc gia. Chủ tịch Quốc hội mong Kiểm toán nhà nước Việt Nam tiếp tục nỗ lực chủ động là cầu nối quan trọng, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển chung của cộng đồng kiểm toán công trong khu vực và trên thế giới. Đồng thời, mong các cơ quan, các tổ chức quốc tế, kiểm toán của các quốc gia trong khu vực và quốc tế ủng hộ Kiểm toán nhà nước Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ được lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam giao phó, cũng như hoàn thành các trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Đại diện đoàn đại biểu Tổng Kiểm toán Nam Phi cho rằng sự ủng hộ của các cơ quan, trong đó có các cơ quan của Quốc hội rất quan trọng, giúp các cơ quan kiểm toán nhà nước có nguồn lực để thực hiện công việc nhiều thử thách khó khăn của mình. Sáng nay, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chủ trì hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Tại điểm cầu tỉnh Sơn La, dự hội nghị có đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Lương Thị Vân Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc. Trong 6 tháng đầu năm nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện công tác kiểm tra giám sát, thể chế về công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật Đảng tiếp tục được hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của điều lệ Đảng, kịp thời ban hành và tổ chức thực hiện chương trình kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2024. Nội dung kiểm tra giám sát tập trung vào việc lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, pháp luật của nhà nước, việc phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí, nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, công tác tổ chức cán bộ, giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống, các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực, những vấn đề nổi cộm bức xúc trong xã hội, dư luận quan tâm, nhất là dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm trong những lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động có tính khép kín, góp phần giữ nghiêm kỷ cương kỷ luật của Đảng, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy tổ chức Đảng. Cấp ủy tổ chức Đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực, gắn việc giám sát kiểm tra việc kê khai tài sản, thu nhập và trách nhiệm của người đứng đầu, giải quyết tố cáo, khiếu nại, thi hành kỷ luật được tiến hành kịp thời, cơ bản đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình quy định, dân chủ, khách quan. Qua kiểm tra giám sát kết luận khách quan chính xác, xử lý nghiêm minh nhiều tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, giúp tổ chức Đảng, đảng viên được kiểm tra giám sát, nhận thức rõ vi phạm, khuyết điểm để sửa chữa khắc phục, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân. Sáng nay, đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024. Dự tại điểm cầu Sơn La có đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm nay, hầu hết các nhiệm vụ lĩnh vực công tác của Bộ, ngành tư pháp triển khai đều tăng so với cùng kỳ năm 2023. Nổi bật là công tác xây dựng hoàn thiện thể chế, pháp luật được các bộ, ngành quan tâm chú trọng triển khai quyết liệt, đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhiều dự án, dự thảo, văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của ngành được Quốc hội thông qua, được Chính phủ ban hành. Công tác thẩm định, văn bản quy phạm pháp luật được chú trọng nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ. 6 tháng đầu năm, các cấp các ngành đã thẩm định trên 3.500 dự thảo, văn bản quy phạm pháp luật,
kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện kịp thời với khối lượng công việc lớn, góp phần đảm bảo tính thống nhất, công khai, minh bạch, khả thi của hệ thống pháp luật, thể chế trong các lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp tiếp tục được hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu phòng chống tham nhũng tiêu cực và quản lý nhà nước và đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Những kết quả nêu trên tiếp tục đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội của đất nước và của từng địa phương. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận chỉ ra một số tồn tại hạn chế trong công tác triển khai, đồng thời đưa ra các giải pháp, phương hướng cụ thể để thực hiện hiệu quả hơn công tác tư pháp trong thời gian tới. Trên cơ sở những kết quả tăng trưởng tích cực của kinh tế 6 tháng và những giả thiết về sự thuận lợi của kinh tế thế giới từ nay đến cuối năm, kinh tế Việt Nam có thể đạt mức gần 7% trong năm nay. Đây là dự báo được đưa ra tại hội thảo Kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm và triển vọng cả năm 2024, động lực mới cho tăng trưởng có chất lượng do Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức GIZ tổ chức ngày 19 tháng 7 tại Hà Nội. Cụ thể, các chuyên gia đưa ra hai kịch bản tăng trưởng từ nay đến cuối năm. Ở kịch bản thấp, tăng trưởng GDP dự báo đạt khoảng 6,55% trong năm 2024, với chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân cả năm tăng 4,31%. Kịch bản cao hơn là tăng trưởng GDP đạt mức 6,95% và chỉ số CPI bình quân cả năm tăng 4,12%. Chúng tôi có nhìn nhận thêm là kinh tế thế giới có thể phục hồi nhanh hơn, hay là câu chuyện về phía một số cái nền kinh tế lớn họ quyết liệt hơn trong cái việc hạ lãi suất và theo đó là ảnh hưởng đến tiêu dùng và cái nhu cầu nhập khẩu. Một cái xu hướng nữa đấy là cái giá cả trên thị trường thế giới có thể hạ nhiệt. Việt Nam có những cái cải cách mạnh mẽ để tăng cường chất lượng của tăng trưởng, tập trung vào năng suất và chất lượng đầu tư cũng như là cái liên kết vùng và các cái mô hình kinh tế mới. Và cái này thì Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo quyết liệt trong thời gian vừa qua. Tại hội thảo, các chuyên gia đã tập trung thảo luận về những giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đồng thời kiểm soát lạm phát một cách hợp lý trong bối cảnh có những yếu tố tác động tới mặt bằng giá. Trong đó nhấn mạnh tới việc thực thi hiệu quả các luật mới được ban hành, cải thiện năng lực đổi mới sáng tạo, thích ứng với các xu hướng lớn chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đặc biệt là cải thiện tăng năng suất lao động. Nguồn lực hiện nay thì chúng ta đấy là tiêu dùng, chúng ta có tích lũy đều tăng cả đấy, và bây giờ chúng ta có cái xuất nhập khẩu được cải thiện thì tôi rằng đó là những cái trụ cột truyền thống, nhưng mà tôi mong muốn là từ giờ đến cuối năm thì chúng ta khai thác nhiều hơn các cái động lực mới. Ngoài ra, báo cáo của Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương cũng đã tập trung phân tích thực trạng phát triển tài chính xanh và phát triển kinh tế ban đêm ở một số đô thị lớn ở Việt Nam. Trên cơ sở đó đưa ra nhiều vấn đề cần xử lý, cũng như những kiến nghị chính sách đối với các bộ ngành địa phương của Việt Nam. Thực hiện chủ trương chính sách của nhà nước về bình ổn giá vàng khiến giá vàng trên thị trường đã giảm sâu. Tuy nhiên, không khí mua bán có sự khác biệt giữa một số nơi. Theo ghi nhận của phóng viên tại Sơn La, phần đa các cửa hàng kinh doanh vàng trên địa bàn thành phố hiện nay, số lượng khách hàng đến mua bán tại các cửa hàng kinh doanh vàng cũng rất ảm đạm, các cửa hàng ít khách ra vào. Khi đến cửa hàng trên các tuyến đường như Trường Chinh, Chu Văn Thịnh, Lê Đức Thọ là những tuyến đường tập trung khá đông những cửa hàng kinh doanh vàng trên địa bàn thành phố. Hầu hết các nhân viên đều báo hết hàng khi khách có nhu cầu mua vàng miếng mà chuyển sang tư vấn lựa chọn mua và đầu tư nhẫn tròn trơn. Ở chiều ngược lại, nhiều cửa hàng cũng không quan tâm nhiều tới việc thu mua vàng miếng. Theo chia sẻ của một số chủ cửa hàng kinh doanh vàng tại đây, hiện nay họ đều đang theo dõi sát diễn biến thị trường, chờ thị trường ổn định trở lại để mua hoặc bán vàng miếng, vì hiện tại các cửa hàng đều không có vàng miếng để bán cho khách, mà nếu có để bán thì họ cũng rất khó để mua lại ở thời điểm này. Sau khi nhà nước thực hiện chính sách bình ổn giá vàng thì các cửa hàng là không có nguồn để nhập vào, nhưng cũng bán ra không có hàng gửi để bán ra mấy. Nên là các cửa hàng bây giờ đa số tập trung là làm hàng nhẫn tròn, hàng vàng truyền thống để bán. Hiện tại bây giờ sức mua của cửa hàng nó cũng đang bị sụt giảm. Thứ nhất là một phần vì là do hàng hóa chưa thể đáp ứng kịp so với cả lượng mua của khách. Một phần nữa đó là đối với những khách mà người ta đang đầu tư về vàng thì người ta đang chững lại, người ta đang muốn nghe ngóng thêm xem là giá vàng nó có còn lên nữa hay không. So với vàng miếng SJC, hiện giá nhẫn tròn trơn 4 số 9 được các doanh nghiệp vàng bạc niêm yết dao động từ khoảng 7,4 triệu đồng một lượng mua vào và 7,5 đến 7,6 triệu đồng một lượng bán ra. Giá nhẫn tròn trơn 4 số 9 cơ bản ở mức ổn định. Song do tác động từ giá vàng miếng nên hiện tại chỉ những người thật sự có nhu cầu mua bán ngay vàng trang sức thì mới giao dịch.
Nhìn chung, việc ngân hàng nhà nước giao cho các ngân hàng lớn bán vàng bình ổn đã đem lại hiệu ứng khá tốt. Người dân có nhu cầu mua bán vàng trong thời điểm này đã có tâm lý bình tĩnh hơn. Thị trường đã có chuyển biến theo hướng tích cực. Tôi và cũng nhiều người cũng có thể là cũng muốn mua, nhưng mà do cái giá cả nó hơi cao một chút, thế nên là tôi vẫn đang có lưỡng lự hơn. Tại Sơn La, hiện chưa có các điểm bán vàng miếng của các ngân hàng và của công ty SCC theo giá bình ổn của Ngân hàng Nhà nước phê duyệt. Tuy nhiên, các ngân hàng đều đã sẵn sàng các phương án nếu Sơn La có điểm bán vàng bình ổn trong thời gian tới. Chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Mường La lần thứ 6, nhiệm kỳ 2024-2029. Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Mường La tổ chức chương trình tuyên dương thanh niên tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2024. Dự chương trình có 151 thanh niên ưu tú đại diện cho trên 5.000 thanh niên trên địa bàn huyện Mường La. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Mường La đã cụ thể hóa việc học và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chương trình hành động phong trào thi đua, cuộc vận động của đoàn, hội, đội, tạo sức lan tỏa sâu rộng, huy động được đông đảo thanh niên tham gia. Công tác giáo dục thanh niên được đẩy mạnh, các phong trào hoạt động có bước phát triển, xuất hiện nhiều tấm gương thanh niên điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tại chương trình, lãnh đạo huyện đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Mường La đã tặng hoa và giấy khen biểu dương 31 thanh niên tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Chiều ngày 9 tháng 7, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Châu phối hợp với ngân hàng BIDV chi nhánh Yên Châu tổ chức trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Sông Thị Mày, sinh năm 1950, trú tại bản Suối Dương, xã Trường Đông, là hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Sau 3 tháng khởi công xây dựng, ngôi nhà cấp 4 đã hoàn thiện có diện tích gần 60m2, lợp mái tôn với tổng kinh phí xây dựng 75 triệu đồng. Trong đó, ngân hàng BIDV chi nhánh Yên Châu hỗ trợ 70 triệu đồng. Số tiền còn lại do gia đình cùng anh em họ hàng hỗ trợ, hàng xóm chung tay giúp đỡ ngày công xây dựng. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy chính quyền các cấp cùng các đơn vị trên địa bàn nhằm giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ổn định về chỗ ở, có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. Chiều ngày 9 tháng 7, Ủy ban Nhân dân thành phố Sơn La đã tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình tại bản Ót Luông, xã Triềng Cọ bị thiệt hại về nhà ở do sạt lở đất đá. Do thời tiết mưa kéo dài nhiều ngày, kèm mưa đá ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực xã Trình Cọ. Trong đó, hộ gia đình anh Lực Văn Liện tại bản Ót Luông bị sạt lở đất, đá vào lúc 12 giờ trưa ngày 9 tháng 7. Gây thiệt hại gần như hoàn toàn nhà sàn làm bằng gỗ và nhà bếp, nhiều đồ gia dụng, sinh hoạt trong nhà, vật nuôi và dụng cụ phục vụ sản xuất bị hư hỏng, vùi lấp trong đất. Thiệt hại ước tính gần 300 triệu đồng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ủy ban Nhân dân thành phố đã cử đoàn công tác nắm tình hình và trực tiếp thăm hỏi, hỗ trợ gia đình anh Lực Văn Liện. Ủy ban Nhân dân xã Trường Cọ cũng đã huy động các lực lượng và người dân cùng di chuyển tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm và sửa chữa, tháo dỡ đồ đạc, vật dụng bị vùi lấp. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố đã chia sẻ với những thiệt hại do thiên tai, đồng thời trao hỗ trợ 30 triệu đồng cho gia đình. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu chính quyền xã Trường Cọ tiếp tục hỗ trợ gia đình bị ảnh hưởng thiên tai, sửa chữa, di dời nhà ở, sớm ổn định cuộc sống. Đồng thời kêu gọi nhà hảo tâm, cộng đồng hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại. Ủy ban Nhân dân các xã phường tiếp tục kiểm tra, vận động nhân dân trên địa bàn gia cố nhà cửa để hạn chế sập, tốc mái khi mùa mưa đang đến. Tin cảnh báo dông và mưa lớn phạm vi tỉnh Sơn La. Tiếp tục theo dõi trên ảnh radar thời tiết, xác định được vùng mây đối lưu đang phát triển gây mưa rào và dông cục bộ, có mưa to trên các huyện Sông Mã, Sốp Cộp, Mai Sơn, Mường La, Quỳnh Nhai, Thuận Châu, Bắc Yên và thành phố Sơn La. Cảnh báo trong những giờ tới, vùng mây đối lưu này sẽ tiếp tục phát triển gây mưa rào và dông cục bộ, có mưa to trên tất cả các xã phường thị trấn thuộc các huyện Sông Mã, Sốp Cộp, Mai Sơn, Mường La, Quỳnh Nhai, Thuận Châu, Bắc Yên và thành phố Sơn La. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét, mưa đá cấp 1. Ngày 9 tháng 7, tỉnh Đoàn Sơn La đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lễ xuất quân chương trình học kỳ trong quân đội năm 2024. Trong thời gian 7 ngày từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 7, các em được tham gia học kỳ trong quân đội tại Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 754 và một số địa điểm trên địa bàn tỉnh. Các em sẽ được làm quen với các quy định sinh hoạt trong quân đội, được huấn luyện điều lệnh đội ngũ, học tháo đắp súng, động tác bắn và các tư thế vận động trên chiến trường,
hoạt động thể thao, võ thuật, cách vượt vật cản, sơ cấp cứu, trải nghiệm các hoạt động tập thể như nhảy dân vũ, vòng tròn yêu thương và các kỹ năng sống. Chương trình không chỉ trang bị cho các em kiến thức cơ bản về quốc phòng an ninh mà còn là sân chơi lành mạnh trong dịp hè, giúp các em thiếu nhi có cơ hội được trải nghiệm trong môi trường quân đội, được rèn luyện khả năng tự lập, có nhận thức đúng đắn về gia đình, bạn bè và bản thân, nâng cao thể lực và vun đắp tình yêu đối với quê hương, đất nước, khám phá năng khiếu thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ. Qua đó các em có cơ hội rèn luyện sức khỏe, trau dồi các kỹ năng cần thiết và hiểu thêm về lịch sử, truyền thống của quân đội và địa phương để phát triển toàn diện, trở thành những người công dân có ích cho xã hội. Từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 7, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện Phú Yên mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 60 học viên là cán bộ đối tượng 4 lớp 1 tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được nghiên cứu 9 chuyên đề về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng an ninh, về phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới, về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa tư tưởng, quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới, phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam, nội dung cơ bản của chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới, nội dung cơ bản của luật quốc phòng an ninh quốc gia, an ninh mạng, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên, phòng chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng, xây dựng quản lý lực lượng, dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới. Qua lớp bồi dưỡng, giúp đội ngũ cán bộ củng cố những kiến thức cơ bản về quốc phòng và an ninh, làm cơ sở tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, lãnh đạo các cơ quan đơn vị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thực hiện kế hoạch của Công an thành phố Sơn La về phòng ngừa, đấu tranh, xử lý đối tượng càn quấy gây mất trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Sơn La và địa bàn giáp danh, trong 6 tháng đầu năm 2024, Công an thành phố Sơn La đã xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm. Rà soát phát hiện tổng số 487 học sinh vi phạm các quy định về độ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông và vi phạm các quy định liên quan đến an toàn kỹ thuật của phương tiện vi phạm luật giao thông đường bộ. Trong 6 tháng đầu năm, Công an thành phố Sơn La đã tiến hành tuần tra vũ trang kết hợp hóa trang 30 lượt tại thành phố Sơn La, đã phát hiện lập biên bản xử lý đối với 50 trường hợp học sinh vi phạm luật giao thông đường bộ, thu thập hình ảnh đối với 24 đối tượng phương tiện vi phạm, xác minh làm rõ hành vi vi phạm, giữ 17 phương tiện, ra quyết định xử lý vi phạm hành chính 31 triệu đồng, điều tra xử lý 3 vụ việc gây rối trật tự công cộng và 1 vụ việc cố ý gây thương tích, đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự đối với 44 đối tượng liên quan đến các đối tượng, nhóm đối tượng là thanh thiếu niên đảm bảo đúng thời hạn quy định. Tiếp tục điều tra xác minh một vụ việc có dấu hiệu cố ý gây thương tích liên quan đến 9 đối tượng thanh thiếu niên thuộc địa bàn thành phố Sơn La mới xảy ra trên địa bàn xã Triềng Cọ, thành phố Sơn La để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy. Theo đó, ngày 9 tháng 7, tại khu vực km 106, quốc lộ 43 thuộc bản Phát, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, đồn biên phòng cửa khẩu Lóng Sập, bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp với công an huyện Mộc Châu bắt quả tang đối tượng Thảo A Chư, sinh năm 1984, trú tại bản Huệ Nhà, xã Phiên Cầm, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tăng vật thu giữ 1,1 kg nhựa thuốc viện, một xe máy, một điện thoại di động. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra theo thẩm quyền. Chương trình thời sự hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.